lột chậm chạp thôi, lột chậm chậm rãi cho nó hấp dẫn. Thôi thử đi. Bộ thử cái gì vậy? Chớ biết mười tiền. Lẽ sự quá bà ơi. Wow. Ghét quá à. Vậy khi nào mà dở ra thấy đẹp quá cứ thôi con xài, đưa mẹ cái ít xài. Chắc vậy á. Thơm quá. Hello, 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 xin chào tất cả mọi người. Lời nói đầu tiên cho Hồng Lý và con gái nuôi của Hồng Lý gửi lời chào đến cả nhà thân thương trên kênh Sức Sống Mới. Chúc cho cả nhà mình một ngày mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Thì hôm nay kể rồi đó, dài dòng quá trời luôn á. Hôm nay á là con gái của em á nha cả nhà. Thì có điện thoại cho em là ngày mai là 24, ngày 25 là sinh nhật của một người bạn thân rất dùng cái từ người thân là trên cả thân mật bạn bè luôn á, không phải là tình cảm đâu nhưng mà gọi là bạn tri kỷ với nhau luôn á, là người bạn của Hùng Lý nha cả nhà. Thì cái này là con gái của bạn Hùng Lý, nên là từ nhỏ thì đã kêu mấy đứa con của bạn Hùng Lý thì kêu Hùng Lý bằng má Hùng. Mà ngày 25 là ngày sinh nhật của bạn của Hùng Lý thì trời ơi, bóng heo đây nè, bóng heo được dư tiền không biết, gọi điện thoại lên á, nói má Hùng ơi, má Hùng dẫn con đi mua điện thoại đi. Hỏi đi mua điện thoại gì? Con mua điện thoại tặng cho mẹ. Hỏi điện thoại gì? iPhone 13. Trời ơi là trời, mới có 12 tuổi à. Mà má Hùng hỏi nè, sao lý do tại sao mà con lại muốn tặng iPhone 13 cho mẹ? Nói cho má Hùng nghe coi. Tại điện thoại mẹ xài cũ với lại xài được nhiều năm rồi. Nói lớn lên nè. Tại cũ với lại xài được nhiều năm nên là đổi thoại mới cho mẹ làm gì. Tại sao mà con không mua 11, 12 thôi mà con lại mua 13? Tại mấy đó hết hàng mới rồi. Trời ơi, cái đó là không. 11, 11 là hết hàng mới rồi. Bây giờ 12 cũng vậy, con muốn mua 13 là nó có hàng trong hộp á, là muốn cho mẹ con đập hộp. Cái Hồ Lý mới nói thôi con mua 12 được rồi. Nói bây giờ con được bao nhiêu tiền mà con đã mua 13? Con đã dành được 22 triệu. Trời ơi, mà em hỏi điện thoại 13, 13 hôm nay bao nhiêu? Điện thoại 13 hôm nay là 32 triệu nha cả nhà nha. Con hỏi rồi còn 12 triệu đâu con đắp vô. Má Hùng cho con mượn đi, ngày sinh nhật của con á, mà cô gì của con rồi mà lì xì cho con tiền quà á, con lấy con trả cho má Hùng. Trời ơi, bây giờ là cả nhà, để em phải dẫn đi mua mà đứa có 22 triệu mà hôm nay em không biết điện thoại bao nhiêu nữa đó, 32 hay 33 hay 34 vậy em cũng không biết nữa. Mà đây là địa chỉ là 439 đường Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6, cái nơi mà điện thoại iPhone 13 Hùng Lý đang xài nha cả nhà. Vì Hùng Lý xài, Hùng Lý hiên quá, chất lượng, thật sự, cái chất lượng và xài từ ngày tới giờ là không có làm cho Hùng Lý cảm thấy là không vừa ý, luôn luôn làm cho Hồng Lý hài lòng, nên Hồng Lý đã dẫn cháu quay lại chỗ này nha cả nhà. Vì Hồng Lý lại đây, Hồng Lý sẽ được tặng những cái combo. Đi vô với má Hùng nè. Chị vào vô chơi luôn, chị vào. Hello em. Vì đây giúp em nha. Vì đây ngồi với má Hùng nè. Rồi hôm nay anh Hùng quay lại giúp em, hỏi em cái gì nè. Thôi bây giờ để Vi nói đi, là Vi đang muốn cái gì nè, mua cái gì nè, nói cho chú nghe đi. Dạ 13. 13 cái gì 13 mới được chứ. 13 rồi mắt. 13 rồi mắt hả? Vàng gold 128GB. Ôi ôi, 128GB thấy ghét quá à. Màu gold 128GB. Mà mua làm gì vậy? Ôi là trời, 12 tuổi mà đi tặng sinh nhật cho mẹ tặng iPhone 13. Thôi tao mua đại iPhone 7, iPhone 6 gì đi trời. Cũ lắm, mấy đó hết thời rồi. Thôi vậy thì tặng 11 cũng được, có 22 triệu tặng 13. Có 22 triệu. Trời, má Hùng đeo khẩu trang, bây giờ ai cũng đeo, má Hùng mở ra đó. Con đeo lâu được không? Được. Bây giờ con lấy màu gì con nói với chú đi, chú đem cho con. Rồi con coi hiền. Nhìn quên. Rồi con lấy 13 Pro Max 128GB màu gold đúng không? Dạ. Rồi đợi chút xíu. Hàng con luôn có sẵn tại shop. Bây giờ nó chứ là có một nói gì nè.
giá để tham khảo, mà Hùng thấy là ở đây là giá là ok, là Hùng có mua ở đây rồi, đúng không? Bởi vì mấy bữa nay cháu là trước khi muốn tặng là cháu đã được dành được có khoảng 13 triệu thôi, là đã kêu trước từ lúc 13 triệu, đã kêu trước là má Hùng mua, là má Hùng mua điện thoại ở đâu để dành, mà có số tiền này mà có Hùng cũng muốn tìm hiểu này, có số tiền mà con để dành được 22 triệu là tiền từ ở đâu mà con có để dành, từ cái nguồn nào mà con có thu nhập mà con để dành được 22 triệu? Thì tiền đi làm đó. 12 tuổi mà làm gì? Đi làm shipper. Trời ơi. Bây giờ là em biết hết, nhưng mà em hỏi để nói như cả nhà nha. Thật sự á, cả nhà nghĩ thì hồi nãy khi mà cháu qua cháu cầm điện thoại, cháu cầm điện tiền đó mà để mua điện thoại đó, chị giàu với bà Biên còn hết hồn nữa. Nó từ 20 tuổi, nó 12 tuổi mà nãy giờ tuổi nó đã 40 luôn. Nó ngàn với em luôn. Nó nói chuyện trả lời sơn sói luôn, cái gì cũng biết hết trơn đó. Là em kể cho mấy con cháu trả lời lâu nha cả nhà nha. Cái mùa dịch đó, xông pha mà bị F0 luôn. Xông pha được. Ta mua cái gì ha, giao shipper trong hẻm thôi chứ không chạy đi đâu, vậy cái dịch vụ của từ shipper là 12 tuổi nhưng mà chạy xe rất là gần luôn, chạy xe tay ga đó rất là gần, mà xe là tại vì mẹ của bé đó là nhập hàng từ bên Nhật về á, là buôn bán hàng xe cẩu đồ này nọ, nên là thường thường có nhập những chiếc xe mà tay ga nhỏ của bên Nhật đó ha, là cầm chiếc xe đó là giao ship trong vòng trong xóm, là ai kêu mùa dịch mà thịt cá tôm không có đi ký thịt, 2 ký thịt là đi giao vòng ở sớm, là lấy tiền để dành đó là để đi tặng quà sinh nhật cho mẹ nó. Dữ trời. Đó, nhưng mà thật sự là mình nói trên kênh mình nói nha, là con nhà cũng là gọi là khá giả, nhưng mà thật sự là muốn tự bỏ tiền ra để tặng cho mẹ những cái món quà mà tự tay làm á, mà nó ship giết mà nó ship sao mà nó tét ra 2 vật luôn. Cái mùa dịch mà nó ship cả ship gạo mà nó tét 2 vật luôn. Trời ơi là trời. Với lại cái mùa dịch đó là mẹ cháu làm thường làm lấy những cái rau cải ở tỉnh nó về Lâm Đồng rồi đó, là từ thiện, làm từ thiện rồi cho những người sớm người ta ăn, thường thường bù rau đó là khoảng 50.000 60.000 một ký, 30-40.000, mẹ cháu chỉ bán 5.000 thôi, giống như là tiền rau bỏ ra để chỉ lấy tiền xe Lâm Đồng ship về á, là vì vậy là cháu lấy rau lấy thịt rồi cháu đi ship vòng vòng, rồi bây giờ nó không cho nó đi nó cũng đi, nhưng mà mùa dịch thì không cho nó ra đường, cái mực được nó bán trong ngày cũng được, bán vòng vòng trong sớm á, mà nó đi ship vòng vòng ở sớm đó, mà ta trong nhà ta dám ra đường nó ship ghế mình F0. Đó bây giờ là con coi đi, bây giờ con sẽ nói chuyện với chú này, con hỏi là mấy Hùng chỉ con để con tự nói chuyện với chú nè, là cho nên 128 là giá bao nhiêu tiền, và con sẽ được gọi là sẽ có những cái quà tặng nào trong đây để khi má Hùng mà đưa chú lên cái việc chú lên kênh đó, để chú được nhiều người biết tới, vì cái giá mềm á, nên là má Hùng muốn đưa lên cho mọi người biết, thì giống như má Hùng quay thì con sẽ được những cái gì mà tặng trên đây, con hỏi chú nha, giá tiền mà con hỏi nha. Vậy giá này là 128 GB là giá bao nhiêu đây? Đây là 13 Pro Max 128GB, một gold, hàng VN chính hãng công ty. Thì hôm nay shop em đang có chương trình sale với một gold, giá hiện tại của em đang bán là 31.800, và với những quà tặng thật là hấp dẫn. Dạ, vậy có thể công khai cho mọi người biết là quà tặng gồm những gì? Rồi. Nói chuyện giống bà nó đó cả nhà, biết sao nói chuyện kiểu giống như là chỉ đại rồi đó. Trời ơi anh, khi mua hàng bên shop thì sẽ được tặng một cái combo quà như thế này đây. Thôi, tặng kẹo đi, trời ơi, 12 tuổi tặng mấy này chi. Lấy kẹo vào nữa em, được 12 tuổi à, nếu giờ tặng kẹo đi nha. Với lại nó không vào nữa em rồi đó. Thôi, nghe này đi. Đây, một combo quà rất là xịn sò nha. Tại vì theo mọi người được biết á, từ iPhone 12 trở đi á, là Apple nó không còn củ sạc nữa. Chính xác. Đó thì đây em sẽ... Con cũng biết đúng không? Đây em đang là một bộ combo quà bên shop em. Thì trong đây gồm có củ sạc InnoStyle của Mỹ. Sạc này thì shop sẽ bảo hành cho mình là trong vòng 2 năm. Trong vòng 2 năm có bất cứ lỗi gì á, thì shop sẽ đổi mình cũng mới luôn. Và đây là ốp lưng IT Skin của Pháp, kháng khuẩn lên tới 99%. Và ốp lưng này á, nếu mà mình xài trong vòng 1 tháng mà nó bị ố vàng, trong qua shop, shop đổi cho mình ốp mới. Trong vòng 1 năm mà nó có gãy hay buông keo gì đó, shop đổi mình ốp mới luôn. Và đây là cường lực Kimball của Mỹ, chống vung tay hoặc là chống nhìn chậm, mình có thể lựa chọn để shop đổi cho mình cái cường lực này cũng được. Đây luôn là bộ combo quà tặng khi mình mua sản phẩm 13 tại shop. Con thấy có hấp dẫn không? Thì con thấy nói chung là tất cả đồ đều là đứt, là nói chung là đồ tốt quá. Nói chung là con đã biết là ốp lưng nó còn có rất là nhiều giá đúng không? Vì xài điện thoại nhiều biết mà đúng không? Ốp lưng
với lại dán màn hình nè, rất là có nhiều giá. Và điện thoại mới là con biết là điện thoại chỉ có dây sạc thôi chứ không có cái củ sạc này, đúng không? Đó thì cái này là quà tặng này cũng dành cho máy của con tặng cho mẹ. Thì ngày đó con cầm được cái hộp này luôn, con tặng Nguyên này, mẹ tưởng cho con, mẹ tưởng tặng cái đầm. Rồi nguyên cái hộp này kia mua sản phẩm á, điện thoại mình để nè, mình để trong đây mình đóng hộp lại đó, mình gói quà lên lại rất là mình trọng. Cái hộp này tặng nếu là xịn sò, mình mở ra là thôi nó không ngờ tặng quà luôn, mình bỏ vô cái vỏ sách đó. Mẹ con tưởng con tặng nước yến, tặng yến xào rồi đó, hiểu không? Dở ra mới hết hồn đó, đâu nghĩ là Vi mà dám mua cái điện thoại này cho mẹ, đúng không? Đó rồi cái này ngày đó là sinh nhật của Vi và sinh nhật của mẹ chung luôn, đúng không? Đó thì ngày đó sinh nhật của Vi thì con này con tặng Vi tặng cho mẹ, đúng không? Rồi Vi sẽ dựng lại những cái gì con muốn tặng con ngày đó sinh nhật của con muốn tặng được cái gì con có trong ngày sinh nhật? Thì tặng vàng đi. Sao bị giống tao vậy? Trời ơi là trời, sao bị y chang, con đeo quá trời luôn, con tặng gì nữa, đeo gì nữa, còn chỗ đâu nữa đeo gì nữa? Dây chuyền. Dây chuyền con có rồi nè, này dây giả không? Dây chuyền bạc, nó thiệt nhưng mà dây chuyền bạc. Cái này bạc hay là vàng? Bạc. Thôi cái này là con không biết rồi, cái này má Hùng biết, cái này không phải là bạc đâu nha. Này má Hùng nói cho con nghe nè, bây giờ má Hùng kể thiệt, cái này là má Hùng sẽ tặng cho con cái khác. Nhưng mà cái này không phải là bạc đâu, mà lúc con còn nhỏ đó, má Hùng sợ đi, mẹ sợ con đi ra đường á là con sẽ bị bắt cóc, nên mẹ chỉ nói bạc để cho con không có nói là vàng. Chứ cái này là vàng mà si chăng, vàng mà lên màu trắng á, chứ không phải bạc đâu. Đó, tới bây giờ mẹ không nói luôn cái này là vàng đó. Để đi hỏi mẹ. Đi hỏi mẹ ha, để hỏi mẹ luôn. Chứ cái này là vàng 18 si trắng đó, chứ không phải là bạc đâu. Chắc đó. Vậy đó. Giờ hay là chắc biết rồi, giả bộ nói bạc để mua còn như chị khác được đó. Đúng đó, bây giờ thôi con muốn làm cái gì trong cái điện thoại này con nói với chú đi. Con muốn làm cái điện thoại này. Bây giờ con có chịu chốt giá chưa? Làm phân vân hả? Thì hỏi chú có bớt bớt nữa không chú? Đây là chú bao con là đi khắp Sài Gòn này không chỗ nào bán rẻ hơn chú nữa. Đó, và khi mua phải được nhiều, được combo quà tặng như thế này nữa. Chú bao, tại vì khi mà quay lên kênh á, chú phải biết cái giá của chú tốt, nên là chú mới gọi là cho mình tương tác khi mà lên kênh. Còn nếu mà lấy giá cao quá thì khi mà tương tác á, và trên kênh người ta nói sao chú lại bắn mắt thì chú bao sẽ chú bắn được, đúng không? Chú dám công khai vậy là cái giá của chú phải tốt. Và má Hùng cũng đã mua ở đây hết một cái rồi, thì chắc chắn chú phải muốn giữ chân những người khách hàng ở đây quay lại mua nữa, nên là con sẽ yên tâm cái giá này ha. Ha đó, bây giờ con muốn làm gì trong đây thì con kêu chú làm đi. Tại vì khi mà con mua với con mua chỗ khác á, bắt buộc khi mà con mua xong rồi con phải mua thêm sạc nè, con phải mua thêm cùng lực ốp lưng nữa. Tại máy 13 mà, đúng không? Mình phải bảo vệ, tại máy mới mà mình phải mua dựng cái này để bảo vệ cho máy mình, đúng không? Rồi bây giờ Vi đang hiện tại đang xài máy gì vậy Vi? Vi xài cái mắt Hùng tặng nè. Ôi ôi, biết mắt má Hùng tặng tới giờ xài tới giờ luôn hả? Ôi hay quá ta ơi. Rồi bây giờ đây là con đây là không có lấy điện thoại nữa. Sao nay nó kêu má Hùng đổi 13 cho con không đi? Má Hùng đâu chịu đâu. Má Hùng đâu chịu. Mới kêu là giả mặt à. Đó bây giờ con kêu chú làm gì? Con kêu chứ má Hùng không có gần cái vụ mà bên con đang cần đâu. Dạ, với cường lực với lại sao chép. Sao chép dữ liệu từ điện thoại cũ qua, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ muốn làm gì vậy? Trước tiên mình phải làm thủ tục khi mình mua đồ mới, đó là hộp đồ mới nè. Hồi hộp quá. Không có Hùng nhìn đâu, không có Hùng nhìn, bắt không có Hùng mua thêm cái nữa. Không có Hùng nhìn đâu. Rồi biết cách lột không vậy? Lột chậm chạp thôi, lột chậm chậm gãi cho nó hấp dẫn. Thôi thử đi. Ủa, thử cái gì vậy? Trời, mấy người tiền. Lẽ sự quá bà ơi. Wow. Ghê quá à. Vì khi nào mà dở ra thấy đẹp quá, cái thôi con xài, đưa mẹ cái ít xài. Chắc vậy. Thơm quá. Má Hùng thấy thơm vì má Hùng thấy su rồi đó. Tại vì sao má Hùng thấy má Hùng đắp vô 17 triệu, biết ngày sinh nhật có lấy lại được không nữa nè. Ôi ôi, phải gom cho đủ nha, gom cho đủ tôi qua tôi lấy điện thoại lại đó. Ôi ôi. Nè anh. Cô đang nghe là con tặng cho mẹ mà nãy giờ cha có nói gì? Cha đòi tặng á, cha tưởng mua cho cha đó. Ồ, vậy đó hả? Mình đứa chứ cha con cũng đâu có mua cái này đâu, đúng không? Cha phái lắm. Cha phái không? Phái. Cha phái xe hơi. Không, cha phái điện thoại đó. Phái điện thoại nữa hả? Hồi nãy á, cúp cha điện thoại cho nó, nó đi tặng cho mẹ nó, cha điện thoại cho tặng cho mẹ, hôm nay cho cha. Nó nói được, tặng cho cha, chuyển cho nó 35 triệu đi. Thì có cái điện thoại tầm 13 liền. Đúng rồi, nãy con nói vậy đúng không? Hồi nãy giờ mọi người chưa có thấy mặt Vi rõ đâu nha, Vi kéo cái mặt xuống rồi đeo lên lại. Kéo luôn.
Thôi thôi, lớn lên má Hùng làm cho con thằng văn sứ luôn nha. Bà chức phải không? Đâu bà chức. Bữa nào má Hùng dẫn bà chức về nha. Nha. Hay là ở gì? Ở chỗ này đâu có đi đâu. Lộn chỗ này tưởng vào đúng không? 25, 26 Hùng xuống dưới chở bà chức về. 26 tay, tại vì 25 tay sinh nhật mẹ con, ngày mai 24 tay thì quán dì Hai á có tiệc nên cái Hùng nó Hùng đi không được. Là 25, 26 Hùng kêu người ta chở tôi lên đây, Hùng dẫn bà chức về với bà chức. Nha. Hôm bữa giờ cái clip mà mình lên có được trước á, dạ, là có cái lượng khách nào mà nói coi từ kênh xuất sắc mới và mua chưa? Dạ có, rất nhiều khách luôn, có nhiều khách alo cho bên em, tại bên em cũng có dịch vụ là ship hàng từng nơi, free ship luôn, là kia là tất cả các sản phẩm đều là sản phẩm mới, mình khi mình bên em giao tới nhà, khách khui hợp kiểm tra ok hết rồi thì một đống thanh toán tiền free ship trong nội thành thành phố mình luôn. Nói chung là hôm bữa giờ kênh xuất sắc mới khi quay lên thì cũng có một lượng khách tới ủng hộ mình đúng không? Dạ đúng rồi. Thì qua cái clip này nữa thì Hùng Lý cũng mong là khi mà Hùng Lý, cả nhà mình cũng biết là khi mà Hùng Lý quay cái nơi nào, thực chất là Hùng Lý cũng tìm hiểu rất là kỹ khi mà mình nói cái clip, tại vì mình đại diện cho một cái kênh, mình không dám nói là cái kênh nó lan tỏa hay là như thế nào, nhưng mà Hùng Lý nghĩ là ít nhiều gì mình có một nguồn ở đó, có một lượng cái sự tin tưởng và sự yêu thương của những người dành cho mình. Ê, con gái cái này là cái gì đây, con nhớ kỹ chưa? Chấm vân tay đúng không? Không có một lượng số anh chị em rất là thương mình, nên là khi Hùng Lý quay một cái clip gì lên á, Hùng Lý phải tìm hiểu một cái gì đó, chứ không phải là thấy là mình cái gì mình cũng quay lên. Tại vì khi quay lên mà chỉ khi cả nhà mình tới đây á thì cảm thấy là không đúng như là Hùng Lý nói, thì sẽ thất vọng. Cái lúc đó thì ít nhiều gì mình cũng bị ảnh hưởng kênh của mình đúng không cả nhà. Thì vậy là từ ngày em xài iPhone 13 ở đây tới giờ, thì từ lúc em mua tới giờ thực trước là không hề làm cho em cảm thấy thất vọng á. Em chưa bao giờ thấy là nó bị một cái trục trặc gì mà để em đến đây mà em phải nói là chỉnh lại cho Hùng, dù không phải là đem đi sửa nha, mà chỉnh cho mình cái đó, chỉnh cái này nọ. Hình như là từ lúc Hùng Lý xài đến giờ là cỡ khoảng 3 tháng rồi là chưa có một cái gì hết trơn. Nói chung là rất là bình thường, hoàn hảo, giống như từ ngày mình lấy về như thế nào thì xài y chang như thế đó luôn. Nó không có cái gì mà để cho cảm thấy là mình khó chịu. Tại cái gì cả nhà cũng biết là khi mình bỏ cái số tiền ra, cái số tiền mấy chục triệu mình mua một cái điện thoại á, thì mình phải đắn đo rất là nhiều. Có nhiều người ta để dành, người ta mê điện thoại quá, người ta để dành nhiều khi là nhịn ăn luôn á để mua được cái món mình thích. Mà khi mua cái món đó thích về, mua cái đồ đó thích về mà không vừa ý, mình cảm thấy rất là buồn. Cái nhà cũng mình cũng biết mà. Bây giờ nói chung là chỉ cầm mua cái điện thoại khoảng 7 triệu hay 8 triệu thôi, khi mà về nhà mà cái điện thoại đó không vừa ý thì mình cũng cảm thấy là rất là gọi là tiếc. Đừng có nói số điện cái điện thoại tới mấy chục triệu. Nên vì vậy là khi mà Hùng Lý giới thiệu đến cả nhà thì Hùng Lý biết là cái nơi bán rất là chu đáo, rồi bán có tâm, rồi nói chung là tận tình. Khi mà mình điện thoại tới mình cần tư vấn một cái điều gì đó thì luôn luôn bắt máy để tư vấn cho mình. Thì cả nhà mình đã, Hùng Lý nghĩ là cũng đã từng trải nghiệm, chưa qua cái clip trước cũng từng trải nghiệm đến đây và thử qua rồi. Thì qua cái clip mới này nữa thì có một số anh chị em đăng ký mới mà mình đang phân vân mình muốn mua cái điện thoại, những cái mặt hàng nào ở đây không riêng gì điện thoại iPhone mà có những cái điện thoại Samsung rồi nội nhỏ, đúng không em? Samsung hay những cái mặt hàng khác á, thì mình đến hôm nay mình trải nghiệm tại đây và mình hỏi được tư vấn bởi em này, không biết Hùng Lý kêu bằng em chi, không biết tên. Đã gì tới tên nè. Cho chú mượn chú chị dữ liệu nha. Thế bây giờ là cái số tiền con lấy của đi má Hùng là 22 triệu đúng không? Vậy má Hùng không biết đâu, bây giờ má Hùng chưa có đếm gì kia, con đưa má Hùng đếm để xu gì kia thiết sao? Giờ trả lại nguyên nha, nó chưa đụng tới nha. Giờ không biết nha, thì má Hùng cho bên Bi mượn 10 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trời ơi, em nói cả nhà nghe nha. 7, 8, 9, 10. Bây giờ em quyết định như vậy nên là em mới cho mượn đó, nói sao là sinh nhật xong là trả liền. Hôm bữa nói sao biết không? Vậy má Hùng con mới được có 13 triệu rồi, má Hùng bây giờ bây giờ má Hùng cho con mượn nguyên một tháng gấp má Hùng 1 triệu. Trời ơi, 12 triệu, 12 tuổi mà đòi tha gấp 1 tháng 1 triệu. Trời ơi là trời, nó mới bị lớn mà đã gấp sách ta đánh chết. Mới bị lớn mà mượn tiền gấp tiền sách. Thế đó là má Hùng cho con mượn đi rồi con trả má Hùng 1 tháng 1 triệu cho nó không. Bây giờ là để dành đi chừng nào mà khoảng 20 mấy triệu đi rồi cho mượn là ngay cái ngày mà gọi là sinh nhật xong. Rồi cô chú gì chú bác gì đó mà lì xì cho mình á là con lấy cái đó con trả lại cho má Hùng. Đó bây giờ quyết định đó nha. Còn nếu mà cái ngày mà 25 á mà sinh nhật xong mà không có là qua ship điện thoại 1 triệu. Đó kêu đưa cái điện thoại đó chừng nào mà khi nào mà trả đủ xong mới cho xài điện thoại nha. Hai của con nó còn hỏi điếm lợi để con đi má Hùng sao đó. Tiền vào hôn nước mắt khổ lắm. Ôi, tiền là buôn bán nè ha, tiền ship rồi nè, ship gâu câu nè ha, đúng không? Hình này tiền mất không? Sao? 24. Này 14 hả? Này 14. 14 là 24, không nhớ đi tiền 24. Em không biết cái con lẻ cho con chẳng cái chú thôi. 24, 6, 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
31, hồi nãy là 32. Là đó, lấy là 200 thì thôi là con cột để lắp một công tử cho chú điếm lại cái phần của chú. Thấy không? Rồi, cái này giờ đủ. Ê, 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 lộn. Này có phải đưa cho bác Hùng tiền xăng cổ chợ tiền gấp vui. Cái gì mà lấy lại trọn trời hết vậy? Tiền xăng cổ, tiền nước rồi chứ băm pin với lại gì vào đi, ok không? Rồi, không có hài lòng nữa. Biết sao cả nhà? Không mà như vậy mà cũng cực khổ rồi, quá, buôn bán cực khổ quá cả nhà. Ship lần được có 10.000, 20.000 mà đợi xuất sắc. Sao để hay vậy Vi, thiệt luôn á Vi, hay thiệt luôn á. Ê nha, mấy bữa có Hùng về cho 100, 200, 300 bỏ vô nữa chứ phải tiền. Cái tiền này là mỗi lần về cho mấy trăm bỏ vô nữa nha, đúng không? Đó. Chắc thế. Dạ xong luôn, bỏ vô nó xong luôn. Rồi tiền nước uống trên đường lắm, nước trà tắt rồi sao? Nhìn luôn. Nhìn thôi hả? Nhìn á. Nhìn mất Hùng vào. Hello mọi người, bây giờ là đã xong rồi nè. Thì điện thoại và combo của Vi để tặng cho mẹ đã xong rồi. Còn vấn đề bây giờ là bác Hùng dành cái thời gian để cái lời chúc của con dành cho mẹ. Đó, xong kết thúc clip mà Hùng sẽ cùng clip. Thêm một tuổi mới thì chúc mẹ được nhiều sức khỏe. Xung vầy bên gia đình. Và mãi hạnh phúc với gia đình. Mà sao nữa? Có thương mẹ không? À, thả tim. Mãi yêu mẹ. Rồi, à, ok. Cả nhà nha, thì bây giờ là Hồng Lý lần đầu tiên có cái clip ở với lại Vi, con gái nuôi của Hồng Lý. Thì mong cả nhà mình xem qua cái clip này thì chia sẻ cho kênh và nhớ là like và subscribe đăng ký. Và hy vọng là sau này khi mà Hùng Lý có nhiều cái đi đâu thì nọ sẽ dẫn cháu theo. Nếu cả nhà cảm thấy là thích thì hãy bấm một cái bình luận ở dưới cho Hùng Lý là cháu như thế nào cho cả nhà. Nói chung là Hùng Lý nghĩ là khi mà có những cái bình luận nó sẽ nói là sao cháu nhỏ mà lanh hay nọ được trước ra. Thì Hùng nói với cả nhà mình là hình như là gia đình sống trong cái công việc buôn bán á, nên là cháu cũng luôn có cái linh hoạt. Rồi nói chung là có thể là hơi lanh đó, cái thằng đó thật sự là hơi lanh nhưng mà rất là ngoan nha cả nhà nha. Cả nhà nhìn là khi cháu mua cái điện thoại là cho nhà mình biết là cháu cũng rất là gọi là biết đi làm, biết để dành tiền rồi để tự mua cho mẹ cái điện thoại 13, dù là gia đình có điều kiện để mua nhưng mà biết tự để dành rồi hả, âm thầm rồi ai cho như để dành để tặng cho mẹ. Thì Hùng Lý nghĩ là cái đó là cái bước đầu, là một cái điều hay. Vì trong cuộc sống này là ai cũng cần có hiếu cha mẹ. Thì cháu sau này cuộc sống ra ngoài như thế nào mà Hùng Lý không biết, nhưng mà còn nhỏ đó có suy nghĩ để hiếu thảo với cha mẹ, cái điều đó là Hùng Lý nghĩ là cái điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Hùng Lý và Vi cảm ơn tất cả mọi người hồi nãy giờ đã xem clip và cảm ơn thật là nhiều. Chúc cho cả nhà mình luôn tràn đầy hạnh phúc và hẹn gặp lại cả nhà mình vào clip sau.